Hello, xin chào các bạn. Mình là thầy Phong Hai Nói đây. Dạo gần đây mình ít lên online trả lời bởi vì bận dạy. Thì hôm nay là mình lên Facebook mình lướt thì mình thấy bạn có bạn Lộc Thiên. Bạn hỏi hai câu hỏi rất là dễ thương. Thứ nhất, mình sẽ trả lời nha. Thứ nhất, tại cái câu hỏi này nó cũng rất là nhiều người. Thứ nhất, rất là nhiều người có một cái suy nghĩ giống như vậy. Và mình sẽ giải thích cho các bạn hiểu hơn để tránh có tình trạng là mình hiểu sai lầm, mình tư duy lầm, mình tư duy lệch, là coi như là mình cũng thua luôn. Mình tư duy sai, mình nhận thức sai là mình đi mất tiêu. Ví dụ như mình đi ra Hà Nội là mình phải đi lên trên khúc trên không, mình đi Cà Mau mình đi xuống dưới không, mình muốn đi ra Hà Nội nhưng mà mình đi xuống dưới rồi mình ra Biển Đông mình bay ngược về hả, đúng không? Ra biển thôi nhớ, dưới Cà Mau biển đi ngân quay ngược về lên Hà Nội, đúng không? Tư duy nó phải đúng, muốn đi Hà Nội là phải đi lên trên đó, muốn đi Cà Mau là đi xuống dưới đó, vậy phải tư duy được đó. Thì cái vấn đề nằm ở đây, nó rất là ngặt nghèo về mid void. Bạn nó hỏi là thầy Phong ơi, thầy Phong à, thầy có thể ra video hướng dẫn mở quản mid được không ạ? Mở quản mid, quản mít, mở quản mít, cái mít nó đâu có quản đâu các bạn. Mít là một cái kỹ thuật thanh nhạc, đúng không? Thì cái kỹ thuật thanh nhạc đó nó gọi là mít vôi, có tên là mít vôi, chứ không phải cái không có cái quản nào là quản mít cả, có cái quản là cái quản vỡ thôi. Cái quản vỡ của các bạn thôi, nên các bạn phải hình dung được là mở cái quản vỡ. Thì cái quãng vỡ á là cái quãng mà khi mà chúng ta nó gọi cái quãng giới hạn của mỗi cái giọng bản năng nó khác nhau, thì cái đó chúng ta thường thường nó sẽ rơi vào giọng nam. Giọng nam có quãng vỡ nhiều 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 hơn giọng nữ. Giọng nữ thì phải tập giọng chuyển, bắt buộc là phải tập giọng chuyển. Còn mà giọng 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 nam á là phải tập qua cái quãng vỡ đó, tập được cái quãng vỡ đó, đoạn gãy đó đó, thì cái đó là quãng vỡ chứ không phải là quãng mix. Còn mix voice là một dạng kỹ thuật mà khi các bạn tập được kỹ thuật rồi thì chắc chắn là các bạn sẽ mở quãng được. Nếu như các bạn tập mix voice mà các bạn chưa mở quãng được thì đương nhiên là nó không phải là mix voice. Ok, mix voice không phải là một quãng giọng duy nhất, mà mix voice nó là kết hợp giữa giọng 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 bên trên gọi là head voice, giọng bên dưới là giọng chest voice, và nó kết hợp lại, nó mix lại, nó pha trộn hai cái giọng nó lại, một cái kỹ thuật nó có tên là mid voice, pha trộn hai cái đó lại. Khi khi các bạn làm được cái giọng mid voice này, các bạn lên cái rất cao và xuống rất là thấp thì nó gọi là mid voice, thì vô tình thay quãng giọng của các bạn đã mở rồi. Ok nha, kỹ thuật mid voice chứ không phải là quãng giọng mid voice. Mình nhận thức được cái điều đó chút xíu rồi để nó đúng rồi. Còn mid voice nó là như vậy ha. Còn khi các bạn tập được thì đương nhiên là ví dụ như các bạn chuyển từ cái đoạn này quãng lên nó sẽ mất cái vỡ. Mid thì các bạn pha được là, mà ví dụ như nè, đồ đúng không, đồ thì khi mà nó lên nó không có bị vỡ ở giữa đồ đồ, đúng không, hay là đồ đó, thì nó mở được cái quãng từ cao xuống thấp, nó không có bị bể ở chỗ nào hết, thì nó gọi là mid voice, kỹ thuật mid voice. Ok nha. Đó thì nên mình chia sẻ đó. Còn một cái là bạn còn hỏi thêm một cái câu, đó là em thật, em là nốt la 4 thật sự muốn lên đô 5 và rê 5 lắm mà không thể, buồn quá. Nếu như bạn hát được nốt la 4, là thằng 4 chứ quên, thì bạn là giọng tenor. Còn tenor thường nó sẽ vỡ ở nốt la, si và đô. Vỡ nặng thì cái đoạn đó là cái đoạn mà các bạn rất là khó hát, la si á là khó hát nhất đó.
Thì nếu như mà các bạn là tenor thì đoạn đó bạn không lên được, không có gì để buồn hết. Ai cũng vậy. Ai cũng vậy giống như mình thôi, chẳng có gì mà buồn cả. Bạn không lên được nó là bẩm sinh rồi, bản năng rồi. Chứ giống như mình là mình tenor mình cũng bể cái đó thôi. Nhưng mà ngày hôm nay mình lên được là bởi vì sao? Là bởi vì tập luyện và bởi vì nỗ lực và bởi sự sự cố gắng. Và bởi vì mình đã đầu tư cho nó một cách đúng đắn. Đúng không? Mình học trường lớp đàng hoàng. Sau khi học trường lớp rồi mình lại tiếp tục nỗ lực thêm 10 năm, mười mấy năm nữa thì tới ngày hôm nay mình mới có thể hoàn thành một cái giọng hát, phải nói là nó hoàn thiện nhất đối với bản thân của mình. Và mình có cái năng lực để mình chia sẻ lại cho mọi người nữa, chứ không chỉ là kỹ thuật thanh nhạc cơ bản. Đó, thì bây giờ là nếu như bạn đầu tiên là các bạn cũng bạn Lộc Thiên đừng có buồn. Đừng có quá buồn, buồn quá. Ok nha. Và bước thứ hai là các bạn bạn phải cố gắng tập luyện. Tập luyện thứ nhất là đăng ký kênh của mình. Thứ hai là có thể tham gia vào cái link mô tả bên dưới, vào cái group để cùng nhau chúng ta trau dồi và chia sẻ những cái kiến thức thanh nhạc với nhau. À, miễn phí. Ok nha. Có group bên dưới. Ok, kết nối và chia sẻ đam mê, đăng ký vào trong đó. Ok, thì nếu như mà cái đó là tham gia vào đó, còn nếu như các bạn không có điều kiện thì vào trong đó nó sẽ có những cái điều kiện để các bạn học thanh nhạc miễn phí luôn. Đó, ok nha. Và cái thứ hai, nếu như các bạn có điều kiện thì các bạn có thể học nhanh, gọn lẹ, cấp tốc trong vòng 12 buổi. 12 buổi trong vòng 3 tháng. Các bạn nắm cái kỹ thuật đó, các bạn về nhà bạn tập luyện thì trong vòng khoảng 1 năm thôi là giọng của các bạn sẽ có thể mid voice nó thoải mái luôn. Không sợ, không phải bằng vận giọng nó bể nó gì hết trơn á. Thì đầu tiên là các bạn phải nghiêm túc, thì nghiêm túc với công việc đó, không buồn nữa, ok, không buồn nữa, nghiêm túc và tham gia vào một cái môi trường, một cái nơi có thể giúp các bạn có hay được, hoặc là ông thầy như mình, đúng không? Tham gia vào nơi tổ chức có ông thầy như mình, bởi vì ông thầy như mình có thể hát được, có thể làm được và có thể chỉ được cho bạn cái cách để các bạn tập luyện nó dễ dàng nhất có thể. À, không có tiền vẫn có thể học được, tham gia vào group đi, nói chuyện tiếp. Ok, kết nối chia sẻ đam mê, có tiền học nhanh hơn, học lẹ, tranh thủ gấp gọn, cái nào cũng được hết á, không sao, có tiền hay không có tiền không quan trọng, cái quan trọng là có muốn hát hay hay không, à có muốn hát mid voice không, à, có muốn vượt mở quãng giọng hay không, thì đăng ký vô cái group trên bên đó rồi cùng nhau chúng ta chia sẻ kết nối đam mê với nhau. Cảm ơn các bạn đã xem video, chúc các bạn có những cái kiến thức và những cái góc nhìn tư duy và những cái vui vẻ trong cuộc sống. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye. Cảm ơn mọi người đã xem video. Nhớ đăng ký và like kênh của mình nhé.